Núp Ruby có 1 triệu trái tim ở trong Minecraft thì sẽ như thế nào? Chỉ vì với một lý do là Ruby đã uống phải một lọ thuốc kỳ lạ được mua ở Spare. Trời ơi, tao nói nó báo gì đâu luôn á. Lọ thuốc này đã khiến cho Ruby trở nên bất tử ở trong Minecraft. Và ngày hôm nay, chúng ta ở đây để có thể cùng nhau tìm cách giúp đỡ Ruby để có thể mà quay trở lại với hình dạng bình thường. Hoặc là không trở lại bình thường được. Các bạn nào mà có cách giúp đỡ Ruby cũng đừng quên hãy bình luận ở phía bên dưới video này để có thể mà cho tôi một cái cách nào đó nha anh em ơi. Còn bây giờ thì bắt đầu video thôi nào. Tôi mới biết là tôi ngủ quên nãy giờ nên là tôi chưa làm gì anh em ơi. Trời ơi, nè anh em nhìn cái đồng hồ không, bây giờ đang điểm đây là 2 giờ trưa rồi. Ủa gì vậy? Ủa, ai kêu trời? Ra đây đi, anh muốn gặp em kêu. Cái gì kêu vậy? Anh nè, anh Mai là kêu ơi, đừng có giận anh tôi mà xuống đây đi. Ủa tôi nhớ là hôm nay là tôi rủ đi chơi là tôi rủ Siro mà sao có mây đen đây vậy? Siro đâu? Siro gì trời, xuống đây nói chuyện nhanh đi, đừng cho nó nói chuyện mỏi cổ quá cô ơi. Từ từ. Cái gì đây ông nội? Quà của anh mua cho em nè, em đừng có giận anh nữa cô ơi. Em giận anh hoài à. Ê, tính ra là em giận Siro chứ em có giận anh đâu. Ôi, nhưng mà anh cảm thấy là em đang giận anh mà. Trời ơi, đừng có giận nó được không vậy? Ê, nói nghe nè. Em nói anh nghe nha. Trên cái đất đai của em như này á, cái đất đai này em mới trồng, em mới xem một cái đường. Anh mắc cái gì mà anh đi, anh làm cái đó mà khóc cái nhà em vậy à? Đừng có đập quà của anh mà cô ơi. Nhưng mà khoan đó nha cô ơi, anh vừa săn sale ở trên shop bè, anh có một cái món quà cực kỳ đặc biệt muốn tặng cho em luôn nè cô. Gì ơi, gì nữa ông nội? Cái gì? Lại, đó chính là một cái nhẫn kim cương hộp xoàng 35 carat. Khoan nhanh, từ từ nhanh, dừng lại khoảng chừng là 5 giây. Anh biết cái gì không? Cái nhẫn này em thấy để bên nhà Siro mà. Thật nè, thật ra là săn sale nhưng mà anh săn sale bên nhà Siro. Anh là cái đồ ăn cắp phải không? Căng cắp nè. Nhưng mà khoan cô ơi, đó là anh săn sale bên nhà Siro. Còn một cái món cực kỳ đặc biệt luôn, anh săn sale chính thức ở trên shop bear luôn cô ơi. Em cũng lấy không? Cái gì nữa ông nội? Cái gì? Đây nè, đây chính là cái lọ thuốc em muốn vô. Chân em sẽ dài tới nách. Em sẽ trở thành net top model luôn cô ơi. Đau mẫu luôn, anh chắc chắn luôn thế. Bây giờ em không tin đúng không? Bây giờ là anh uống thử cho em coi nha. Chân anh dài tới nách cho em coi nè. Sao mà uống đây? Đây. Đó, uống vô nè, thấy không? Đó. Thấy không? Oh my god. Thiệt luôn. Đâu ra vậy? Nhưng mà cô hết không? Hết. Chạy. Đâu. Khoan đã, trước khi nhận quà thì lát nữa nhận quà xong rồi đi coi phim với anh được không? Không ba, tự nhiên cái cho quà người ta mất gì bắn ta đi lên phim. Đánh lên, đưa chạy lại đây đi. Anh biết gì không? Anh đi hút độc á anh. Đây nè, đó cho em lọ nữa nè. Ok, nhưng mà anh ơi, cái lọ này hết rồi anh. Này thì lừa em nè, này thì lừa em cả nè, không cần. Tính đi hạ độc người ta gì á, vô gì. Anh đưa nhầm cô ơi, chứ không phải hạ độc gì đâu. Đây mới là cái chai rêu nè cô ơi. Đâu? Không phải đưa cho bà kè đâu, đó em nhận giùm anh cho anh vui à. Đây, từ từ, đâu. Đó, hút chân dài tới nách. Hút chân dài tới nách. Oh my god. Thôi nhưng mà thôi em sẽ để sao. Em muốn, em đang làm việc rồi, xíu nữa em có hẹn đi chơi với Siro rồi nên là. Nhưng mà khoan cô, cái gì? Chưa có hết mà cô ơi, em là em gái của anh mà sao mà cho được 1-2 món quà cho em đi vô được. Còn một cái món quà cực kỳ đặc biệt luôn là cho em nha. Em lấy nha. Quà dây. Đó chính là một cái giọng hát cực kỳ hay của anh luôn. 3-2-1. Em gái của anh rồi, number 1, number 2, number 3. Em gái của anh vừa ngoan vừa hiền, rất là xinh. Hay không? Trời mệt ghê, lâu có mấy cái người đâu cứ hay lại vậy á bạn. Oh my god, các bạn biết cái gì không? Mình vừa tìm được một cái hút chân dài tới nách. Trời ơi,
Để coi coi, bây giờ nếu mà mình uống thử thì mình sẽ như thế nào đây ta? Được rồi, nhưng mà bây giờ mình sẽ thử từ từ. Mình sẽ thử ở một cái chỗ nào đó, lỡ như ở trong làng á, mà ai mà thấy mình chân dài tới nách thì... Trời ơi, mấy cái món quà đâu để trước nhà, trời ơi ngại ghê, để tôi lấy miếng quà tôi xài luôn anh em. Đó, bây giờ tôi sẽ uống thử cái thuốc chân dài tới nách để xem nó như thế nào nha các bạn. Một, hai, ba, vô nè. Ủa cái gì ta, tự nhiên mình uống cái thuốc đó vô cái mình... Ủa sao sao tôi bị nhiều tim quá vậy? Ủa tự nhiên tôi uống cái thuốc của mày đi luôn. Ủa các bạn thấy mình với mình đi gốc máu của mình, ui mình rất là nhiều tim các bạn ơi. Ủa Ủa cái này là sao rồi ta? Ủa tự nhiên mình vừa uống cái lọ thuốc đó vô cái mình hiện quá nhiều tim luôn. Rồi mình phải đi hỏi mày. Cô ơi, anh đây, sao vậy cô ơi? Ủa đâu ra vậy ba? Anh nãy giờ anh lắp ló đằng kia biết để chi không? Anh coi em chân dài tới nách xinh cỡ nào, đẹp cỡ nào mà gu? Theo dõi em nè. Ê, từ, anh cho em uống cái thuốc gì vậy? Ủa chân dài tới nách chưa em uống chưa? Em uống rồi, nhưng mà bây giờ trái tim của em, cái hành trái tim của em nó quá trời tim luôn nè. Vậy là em bất tử rồi. Từ rồi. Để anh mở sách hướng dẫn sử dụng lên để anh coi thử. Từ từ nha. Bộ anh mua mà anh không đọc hướng dẫn sử dụng trước khi dùng mà anh cho em uống là... Ủa gì kỳ vậy? Anh đâu có biết đâu cô, thì bây giờ anh mới đọc cho em nghe thử nè. Hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Điều 1, đừng nên uống. Khoan, cứ bình tĩnh, chuyện đâu còn có đó mà đu. Còn điều 2 nè, nếu đã lỡ uống rồi. Hình như có cách giải. Đồ ơi, khoan, hình như có cách giải đúng rồi. Nếu đã lỡ uống rồi thì hãy đọc lại điều 1. Gì vậy ông nội? Ôi mà không nhìn hả? Khoan cô ơi. Gì nữa? Còn có đó, còn nước còn cách, còn điều 3 nữa cô ơi. Điều 3 là điều 3 là chúc bạn may mắn lần sau cô ơi. Trời ơi, anh bị điên quá à. Anh em bị một đống trái tim, bây giờ mới làm sao rồi? Tại anh đó, anh đang cãi quá. Tại bà cơ. Anh xin lỗi, anh tha lỗi cho em rồi cô ơi. Bây giờ anh biết em đưa lại mình được, Bây giờ khoan cô ơi. Chuyện đâu còn có đó mà cô ơi. Bây giờ anh sẽ dẫn em đi tìm cái cách nào đó để rồi là cho em bạn bình thường lại được không? Em biết có hẹn đi chơi đi cô. Mà cho anh đó. Bây giờ em đang có 100 trái tim đúng không? Thì bây giờ em chỉ cần đứng ở đây em nhảy xuống dưới đây là em sẽ trở thành bình thường à. Trước khi mà em nhảy xuống á thì anh phải lưu ý cho mấy bạn nhỏ đang xem nữa là những cái này là chỉ thực hiện trong game thôi, không được thực hiện ở ngoài nha. Có chắc không ba? Nó cao quá. Cao đâu cô ơi. Em có 100 trái tim mà em lo gì cô? Xuống đi cô, không sao đâu cô ơi. Anh mà tới xuống đây mà anh không ngẫm là anh thất bại rồi đó anh. Trời ơi em một đống cái đi buồn hơn anh đi, trời ơi nên giàu quá. Không sao cô ơi, anh vẫn còn một cách nữa, nín đi khóc gì đâu, khóc hoài có 100 trái tim chứ có phải 100 kiếm cánh tay đâu tài. Vậy đó cách không hoài ấy. Cách nào lẹ lên. Đi đâu anh? Đi đâu anh này nè, đi cho lên. Ủa mày ơi, em đâu gì đâu mà cái khung gì đâu mà ở đây là đâu vậy ông nội? Đây nè cô ơi. Bây giờ nè anh có một cái kỳ đặc biệt luôn đó chính là bây giờ em sợ con gì nhất? Từ từ cô ơi, ông bà ta có câu cái gì khó có zombie lo nè cô ơi. Nó vẫn dậy nè, nó vẫn dậy nè, nó vẫn dậy nè, nó vẫn dậy nè,
bây giờ Gu ơi, anh sẽ dùng cái tuyệt chiêu cuối cùng của anh, tôi anh chắc chắn là thế nào cũng phải được à. Tuyệt chiêu vậy? Tin tưởng, phải tin tưởng thì mới đi ra bình thường như trời. Nó càng ngày càng nhiều tim lên nè, mình càng ngày có nhiều trái tim lên. Ok, bây giờ anh sẽ chính thức, anh sẽ dùng cái tuyệt chiêu cuối cùng. Và mấy bạn đang xem mà, nếu mà ai tin tôi cái tuyệt chiêu cuối cùng này giúp được Gu thì mọi người nhớ comment phía một cho anh biết nha. Hãy Gu ơi. Ok, bây giờ đâu? Cái gì vậy? Ủa ai vậy? Ủa ai vậy? Ủa hai đứa tim à? Trời ơi! Anh ơi! Em không có thấy gì, em vẫn vậy. Tim nó không, tim nó tự hồi lại luôn rồi. Anh trời ơi, đấy không bây giờ. Ai vậy? Coi đâu mà không luôn. Những cái cách hồi nãy tới giờ là anh chỉ gọi là những cái cách bình thường thôi. Còn những cái cách đặc biệt nữa anh chắc chắn với em là em sẽ trở lại thành bình thường luôn, yên tâm đi. Bây giờ cứ từ từ. Trời ơi trời, bây giờ em thấy cánh cổng đằng kia không? Đi thôi anh. Đi vô đây là em không có sợ hết á. Em sẽ trở thành bình thường, anh chắc chắn với em luôn. Đi là ai vô lên. Trời ơi trời, có gì em khóc với trời, có 100 trái tim à. Sao? Ủa cái gì, cánh cổng nào đây? Đây là cánh cổng địa ngục á, dữ không? Bây giờ em đi vô đây là em trở lại bình thường với ông chắc không? Anh chắc chắn với em luôn, em có không thể anh thường mà còn đẹp nó vô đây đây. Rồi đâu, cánh cổng đi đâu? Cổng đây. Thôi đừng có khóc nữa Gu ơi. Nãy giờ những cách nãy giờ cũng chỉ là bình thường thôi. Bây giờ anh giới thiệu với em nè, một cái cổng gọi là cổng Ender. Em chỉ cần đi vô đây em bình thường chắc chắn với em luôn. Chắc okay không bà, thiệt không? Gu ơi anh nói à, nếu mà em vô mà em không trở thành bình thường, lát nữa ra anh sổ cho em nghe. Anh hứa luôn. Thiệt không? Thiệt không? Đi vô ơi, đi vô. Nghe luôn, nghe đâu đây, vô lên. Ủa anh vô rồi em ơi. Vô lẹ Gu ơi, anh qua nãy giờ rồi. Trời ơi em cứ yên tâm đi, anh uy tín. Ô Gu ơi. Anh chắc chắn với em cách này mà khi mà làm được là em sẽ trở thành bình thường luôn. Anh tin, em tin anh đi, chắc chắn không? Cách gì lẽ lên chị? Mà nha, cái cách này mà làm không được nữa là anh sẽ rời khỏi làng Hero luôn. Ok không? Ok, lẽ lên. Rồi đi theo anh, nhanh lên. Mở cửa đi lên nè. Chúng ta đi qua đây. Đây, xin tự giới thiệu với em. Đây chính là cái căn phòng mà khiến em trở thành bình thường nè. Em chỉ cần đi qua hết tất cả tới cuối đường, em sẽ trở thành bình thường liền. Chắc chắn với em luôn. Chắc không, thiệt không? Nếu mà không thiệt á, Hero Team sẽ mất một cái ngôi nhà trong làng, anh chắc chắn với em luôn, ok không? Ok, rồi em đi vô đi em. Anh Gu ơi, chúc em thành công, chúc chị may mắn Gu ơi. Ủa anh đứng ngoài anh nhìn em hả? Anh còn gì nữa, anh em bình thường mà. Rồi em xuống nha. Xuống đi Gu ơi, xuống đi em sẽ trở thành bình thường nè đó. Căn phòng này em sẽ trở thành bình thường, em cứ yên tâm đi, cứ tin anh thôi. Phòng gì tụi ai ghen không vậy? Ai ghen nó làm cho em mất tim, nó Gu ơi, qua liền Gu ơi. Ây da, Gu ơi, nó mất tim này, nó mất tim.
bình thường nè cu ơi, đó cứ đi xuống đây. Ây da, ây da, ây da, ây da, ây da, ây da, ao bên nó cũng vậy á, nó cũng vậy á, ây da, ây da, trời ơi nó cũng vậy á, không có gì ai đổi luôn. Đâu? Sao cô ơi, còn nhiều lắm cô ơi, còn nhiều cái phòng để cho em đi qua để cho em trở lại bình thường. Ê nó cũng vậy anh, nó không khác gì anh. Em cũng vậy anh. Nhưng mà còn mà, còn phòng yên tâm cô ơi. Phòng nào đâu? Rồi. Đâu rồi? Ê phòng này là phòng cuối cùng mà không được là em là anh chết với em á mày. Anh chết với em á mày. Cô ơi em yên tâm đi, có bao giờ mà anh nói sai với em đâu. Hối với em luôn, em đi xuống đây qua cái phòng này là phòng cuối cùng rồi. Ây da. Nói giờ. Ây da. Được rồi. Được rồi. Không nói với anh được đi cô ơi. Không, tất nhiên là không rồi anh. Tất nhiên là không rồi anh. Trời ơi, nó không được cái gì, nó không có hết đi của em rồi anh ơi. Và nhớ vào cái chuyện nhỏ để nhận vào cái kênh của tôi nha. Còn bây giờ thì cứu tôi vậy à.